hello xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với channel của mình à, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để vẽ lô đất ở trong video với Filmora nhé Filmora 11 và kết hợp với lại một cái công cụ có sẵn ở windows ok tại nhiều anh em bất động sản ấy làm bất động sản mà em bay flycam rồi em muốn à, vẽ một cái lô đất để cho khách người ta biết đấy à, lô nào lô nào ấy à, nói mình rất là nhiều lần nhưng mà mình cứ lười ấy, tại vì mình bận ok mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một đầu tiên ta sẽ mở Filmora ra à, Filmora 11 nhé, hoặc Filmora 19 thì các bạn đều làm tương tự được Cái nội dung này nó không có gì to tát cả Bạn đều có thể làm tương tự và Bạn nhớ là Filmora là một phần mềm miễn phí cho bạn sử dụng Nhưng mà có logo, nếu bạn muốn lo, xóa logo ấy thì các bạn phải mua bản quyền phần mềm để xóa nhé à, Đầu tiên sẽ tạo một cái dự án mới, New Project ở đây à, tiếp theo là bạn sẽ cần một có một cái clip flycam bay lô đất mà mình chả có mình sẽ lấy một cái stock media à, tức là cái video có sẵn ví dụ thôi à, làm ví dụ thôi ví dụ mình sẽ lấy cái này Ở video 4K lô đất này ngay trung tâm à, ngay trung tâm gọi là uh, giữa ngã tư luôn lô này là thuộc chủ quyền của mình mình sẽ vẽ cái lô đất này OK à, đầu tiên tải đã à, OK tải sau khi tải thì bạn sẽ kéo xuống À, mình sẽ kéo xuống Timeline okay. à, 4K mà, thôi nhưng mà mình chỉ edit nó Full HD thôi Full HD thôi, không nó lại chạy, lại giật tung sới Đổi chế độ Review xuống 1 phần 2 à, Ví dụ thôi nhé, lô à, đất này là đồ đất vàng giữa trung tâm thành phố Ví dụ, đến vị trí này chẳng hạn Mình muốn vẽ cái vị trí, cái à, khung này Khung này thì hình vuông ấy, nhưng mà mình muốn vẽ là nó kiểu nó tròn tròn này, này nó chéo chéo này à, Hình chéo chéo này để mà vẽ cái lô đất hình chéo như này hoặc là một cái lô đất hình dạng bất kỳ ở trong Filmora thì nó tương đối khó khăn cho nên mình sẽ à, kết hợp mấy công cụ như sau và mình sẽ làm các bước đầu tiên là bạn sẽ đến cái vị trí này bạn đưa kim thời gian đến cái vị trí mà bắt đầu bạn muốn vẽ bạn à, thêm cho nó cái hiệu ứng gọi là free frame đứng hình à, bằng cách là bạn chọn vào cái clip à, sau đó bạn à, nhấn tiếp vào cái nút speed này à, nút speed sau đó bạn nhấn tiếp vào là free frame à, đứng hình nhé. chọn đây nó sẽ đứng hình cho bạn mấy giây bạn sau đấy là cái cái màu xám xám này là chính là cái đứng hình bạn sẽ kích vào cái màu xám này bạn chọn Duration sau đấy bạn đổi sang bình thường nó là 5 giây nhé nếu mà bạn thích bạn có thể đổi 10 giây 20 giây ok tùy bạn kích vào ok tiếp theo là bạn sẽ chụp ảnh chụp ảnh cái khung hình này bằng cách là bạn sẽ đi về Media sau đó bạn sẽ nhấn vào cái nút Snapshot là nút này để chụp ảnh chụp đó, chụp sau sau khi chụp nó sẽ lưu trong media và bây giờ bạn sẽ đi vào máy tính của bạn bằng cách là bạn kích chuột phải vào cái snapshot và chọn là review in explorer ấn vào đây nhé. đó ấn vào đây để tìm nó ở trong máy tính à, khi này thì bạn có cái ảnh này rồi ảnh này là file jpeg nhé bạn sẽ kích chuột phải từ jpeg hay là png đều được nhé kích chuột phải bạn chọn tiếp là edit uh, with photo hoặc là edit bạn chọn tiếp cái nút này gọi edit nhé. máy tính của bạn uh, máy windows thì nó sẽ có cái phần mềm p để edit edit sau khi edit thì nó sẽ có cái khung đất này bạn sẽ nhìn được cái khu đất này và tiếp theo bạn sẽ vẽ vẽ cái khung quanh cái đất bằng cách là bạn sẽ chọn cái này line sau bạn chọn tiếp là kích thước của cái line mình chọn cái to nhất cho nó hoành tráng và bạn chọn tiếp là cái màu mình sẽ chọn màu đỏ bạn chọn màu gì cũng được chọn màu đỏ sau bạn sẽ nhấn vào đây nhấn vào góc của khu đất bạn kéo ra cái vị trí mà bạn cần à sao bạn kích ra ngoài cái khu đất để bạn vẽ một đường thẳng sao bạn lại nhấn vào cái cuối của cái đường thẳng bạn kéo một đường nữa đến cuối khu đất bạn kích ra ngoài để cho nó bỏ trọn đi sau bạn tiếp tục bạn vẽ Đó, mình sẽ vẽ nhanh nhanh thôi nhưng mà bạn thì có thể vẽ chi tiết được khu đất chéo khu đất vuông gì cũng được hết Đó, ok thế này nếu bạn muốn bạn thích bạn vẽ một cái lai hình cong cong bạn kích vào đây này nhấn vào đây kéo ở đây kích vào đây kéo vào đây cho nó cong cong này đó. kích ra ngoài để chọn ok bạn có thêm một cái cong cong đúng không và bạn lại quay trở lại cái line thẳng này kích vào đây kéo vào đây đó. vẽ đất bất kỳ luôn vừa cong vừa méo các kiểu sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ chọn lưu nó lại bạn chọn file bạn chọn save save as jpeg thì bạn vẫn lưu vào jpeg chọn jpeg xong bạn đất này ảnh khu đất Khu đất vàng kích vào desktop nhấn vào save Đó, rồi bạn đóng lại ok coi như bạn vẽ xong rồi à, bây giờ bạn ra ngoài desktop để bạn tìm cái ảnh khu đất đấy à, desktop của mình thì nó hơi bừa nên thì mình sẽ phải tìm cái ảnh khu đất đấy à, đâu rồi à, desktop này à, bạn tìm nó để bạn đưa nó vào trong Filmora nhé à, à, à. Oh, search ở đây khu đất enter. Đây. Ảnh khu đất đây. Bây giờ bạn sẽ kéo và bạn thả vào trong Filmora. Kéo, bạn thả vào đây. À. Và bạn sẽ đặt nó vào trong media trước đi. Sau đó bạn sẽ kéo nó xuống timeline và bạn đặt nó ở ngay vị trí cái chỗ mà bạn free frame ấy. Đó. Tức là bạn khi mà đến đây, à, video đang play đến chỗ này thì bạn sẽ có cái khu đất. Đó. Nhưng mà nó có cái hiệu ứng zoom nhé, zoom ra zoom vào này thì các bạn có thể chỉnh cái này bằng cách là bạn đi vào chỗ file chọn reference để chỉnh chỉ cho nó chỉ fit thôi. các bạn chọn tiếp là editing các bạn chọn cái photo placement này các bạn chọn là fit thôi nhá kích vào ok để nó bỏ cái hiệu ứng pan này zoom đi hôm trước có bạn nào hỏi đây nó sẽ bây giờ nó sẽ như thế này bạn phải kéo lại tắt nó đi kéo lại thì nó sẽ fit bởi vì lúc nãy nó đã tạo ra cái pan này zoom rồi bây giờ sẽ play lại đây như này đó đứng hình ở chỗ này đúng không để cái đứng hình này chỗ này cho nó mượt hơn thì bây giờ bạn thêm cho nó cái chuyển cảnh à, bạn đi vào transition nhé sau bạn tìm cho mình ở trong phần recommended này bạn tìm cái dissolve này bạn kích vào đây kéo này thả xuống đây sau đó bạn play như vậy là có đến đây đó, khu đất hiện lên đúng không thích thì bạn có thể ghi chữ vào đây đây là đất vàng à, bạn đi đến title các bạn chọn phần uh, word art được Hoặc thôi chọn basic Chọn basic Các bạn uh, kiếm cái title uh, mặc định thôi Đây default title Kéo bạn thẳng đây Đó, sau, Sửa ở đây Khi là uh, 200m chẳng hạn Ví dụ một lô đất này 200m Mình sẽ đặt nó là 30 là 6 đi Nó to tí Ok Và mình chọn word art Mình chọn nó có viền đi Đó. Rồi chọn animation nó kêu Typewriter, nó kích vào OK Thế là như vậy bạn đã đánh dấu được lô đất rồi Đơn giản đúng không uh, 200m ở chỗ này Chỗ này chắc phải bán trăm tỷ một mất Tiếp theo nó sẽ play, OK Đấy ừ. là hướng dẫn uh, các bạn đánh dấu lô đất uh, Trong video với phần mềm Filmora và kết hợp với pen ở trong Windows Mình hi vọng là video này hữu ích với các bạn, ấy. nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào các bạn có thể comment bên dưới Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Goodbye.